Thu Hà series, nữ diễn viên sinh năm 2002, đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ với vai diễn cô trong bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Vai diễn này không chỉ mang lại cho cô nhiều lời khen ngợi mà còn vướng vào không ít tranh cãi. Thu Hà series, tên thật là Lương Thu Hà, là người dân tộc Tày, sinh ra tại Lạng Sơn và được cho là rất hợp với vai diễn một thiếu nữ dân tộc khao khát tìm kiếm tri thức. Thế nhưng, bên cạnh những lời tán dương về khả năng diễn xuất, Thu Hà đã phải đối mặt với hàng loạt bình luận tiêu cực từ một số khán giả cho rằng cô là một nhân vật đanh đá, chảnh chọe và vô ơn. Vừa qua, trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã chia sẻ một tâm thư đầy xúc động, mong khán giả không có những phản hồi quá khích về vai diễn của mình. Cô bày tỏ rằng những bình luận thóa mạ không chỉ hướng đến cô mà còn ảnh hưởng đến gia đình và người thân. Thu Hà cũng giải thích về những cử chỉ trong phim mà nhiều người cho là vênh váo, rằng tất cả chỉ do chiều cao hạn chế khi cô phải diễn cùng bạn diễn Long Vũ. Ngoài đời, Thu Hà series có phong cách hoàn toàn khác biệt so với nhân vật Pu. Cô thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài gợi cảm, sắc sảo và đang tích cực làm mới bản thân qua nhiều phong cách khác nhau. Tuy nhiên, cô luôn giữ thái độ trung lập, không phản hồi quá nhiều trước những bình luận tiêu cực. Dù gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, Thu Hà series khẳng định sẽ không ngừng cố gắng để hoàn thiện mình trong mỗi vai diễn.